Park Joo Jin sao hạng B đổi đời sau một đêm nhờ cái quỳ gối của ông hoàng giải trí Bae Jong Jun. Trước khi kết hôn với ông hoàng châu Á Bae Jong Jun, cái tên Park Joo Jin chỉ quen thuộc với các bà nội trợ hay những khán giả có thói quen xem phim truyền hình. Chẳng những không để lại bất kỳ dấu ấn nào trong làng giải trí, nữ diễn viên còn bị nhận xét là mờ nhạt, không có triển vọng, suy sẻo từ ca hát đến đóng phim. Park Joo Jin hoạt động với tư cách là thành viên nhóm nhạc Sugar từ năm 2002 đến năm 2006. Do không để lại dấu ấn trong làng giải trí, các thành viên đã được ai nấy đi sau khi tan rã. Chỉ còn cô và Hoa Kwan Jung vẫn cố bám trụ và ước mơ nổi tiếng. Cả hai lớn sân sang lĩnh vực điện ảnh, riêng Park Joo Jin còn có tham vọng nổi tiếng trong làng thời trang. Chính vì vậy, khi Hoa Kwan Jung đã có được vị thế vững vàng trên thị trường phim ảnh, thì Park Joo Jin vẫn chỉ là sao hạng B, chuyên đóng vai phụ, chẳng ai thèm nhớ mặt đặt tên. Trong suốt nhiều năm, khi nhắc đến mỹ nhân họ Park, người ta chỉ mang máng nhớ rằng hình như cô đóng vai tình đầu của Kim Bum trong Vương Sao Băng hay nữ hoàng Maya thời trẻ trong nữ hoàng Sodeok. Không chỉ thế, Park Joo Jin còn vướng hàng loạt tin đồn tình cảm không tốt như bắt cá hai tay hay yêu đại gia để đào mỏ. Là diễn viên hạng B diễn xuất không nổi bật mà lại còn vướng scandal, cô gần như không ngóc lên nổi trong làng giải trí. Park Joo Jin chỉ thân thiết được với một số sao trẻ nổi tiếng như Jun Ho, TBSK, Park Ji Hee và Juri SNSD. Còn lại, bạn bè của cô hầu hết là những người không nổi tiếng hoặc các sao cùng hạng. Tuy nhiên, cuộc đời của Park Joo Jin thay đổi chỉ sau một đêm khi Bae Jong Jun thông báo kết hôn. Đến lúc này, dư luận mỉa mai châm biếm cô vì có thêm nghề mới là làm vợ ông hoàng châu Á. Trong chưa đầy 24 giờ kể từ khi Bae Jong Jun tuyên bố kết hôn, trang cá nhân của Park Joo Jin cán mốc 1 triệu người theo dõi. Cô lên top tìm kiếm vì ai nấy cũng đều tò mò xem cô dâu của ông hoàng giải trí là ai. Sự nổi tiếng bất chợt đã đem về cho Park Joo Jin không ít hợp đồng quảng cáo. Hàng loạt thương hiệu không thèm nhìn đến cô lúc trước, nay lại quay sang nài nỉ cô hợp tác cùng họ. Các tạp chí tranh nhau tung ảnh Park Joo Jin mà họ đã ém, chưa cho xuất bản vì ưu tiên những tên tuổi nổi tiếng hơn. Chưa kể, Park Joo Jin bất ngờ lọt vào danh sách mỹ nhân có thân hình nóng bỏng nhất và chiếm trệ ở vị trí thứ 3. Nhiều tạp chí cũng mời cô làm quân sư yoga cho độc giả, trong khi trước đó cô thường chia sẻ bí quyết làm đẹp mà chẳng ai quan tâm. Thậm chí, tất cả quần áo mà Park Joo Jin mặc đều được sang lùng ráo riết, đến các nhà thiết kế cũng bất ngờ khi thấy sức ảnh hưởng khủng khiếp của bà xã Jong Jun. Một hãng mỹ phẩm chăm sóc da cũng khẳng định những sản phẩm mà Park Joo Jin từng sử dụng và khoe trên trang cá nhân bán chạy ngang ngửa với các mặt hàng mà Juna, SNSD và Hoa hậu Hàn Quốc Hoa Nini làm đại diện. Đến lúc này, dư luận mới giật mình vì mức độ nổi tiếng của Park Joo Jin. Trước đó, có nằm mơ cô cũng không được xếp ngang với các sao hạng A như vậy. Chưa kể, Park Joo Jin bước vào giới thượng lưu của chồng, nơi mà Song Seon Hoon hay giám đốc công ty giải trí JYP gọi cô là bạn, và sao lớn như Kim Soo Hyun phải vội vã, hấp tấp vì sợ không đến dự lễ cưới của vợ chồng cô đúng giờ. Bên cạnh đó, Park Joo Jin không còn bị chỉ trích là đào mỏ, vờ vét đại gia nữa. Nguyên nhân là bởi Bae Jong Jun tuyên bố kiện tới cùng những anh hùng bàn phím dám tung tin đồn bậy bạ hoặc nói xấu vợ trên mạng. Hơn nữa, chú già cũng sở hữu một lượng fan đông đảo khắp châu Á và họ tin một người có đẳng cấp như Bae Jong Jun sẽ không thể nào bị moi ví, lừa gạt tình cảm. Vì thế, dân mạng đã khen ngợi Park Joo Jin hết lời, còn coi cô nàng là lọ lem thời hiện đại may mắn nhất trên đời. Thậm chí, không ít người còn cho rằng Park Joo Jin hẳn phải rất khéo léo, dịu dàng mới có thể trói được Bae Jong Jun. Bởi anh từng hẹn hò rất nhiều đối tượng nhưng vừa gặp cô vài tháng là đã cầu hôn. Được biết, ông hoàng châu Á đã quyết định cầu hôn Park Joo Jin chỉ sau 100 ngày hẹn hò. Ban đầu, anh định bao trọn một sảnh cưới sang trọng ở Seoul để cầu hôn Park Joo Jin và ăn mừng cùng gia đình, bạn bè thân thiết. Nhưng vì ảnh hưởng của dịch MERS, kế hoạch này đã bị hoãn lại. Bae Jong Jun đã thay đổi địa điểm cầu hôn, lần này là tại biệt thự riêng của anh. Căn biệt thự sang trọng này có giá lên đến 10 tỷ won, khoảng 194 tỷ đồng và là một trong những bất động sản giá trị cao nhất thuộc sở hữu của người nổi tiếng. Trong ngày kỷ niệm 100 ngày bên nhau, nam tài tử đã mời Park Joo Jin và vài người bạn thân thiết đến biệt thự. Khi cùng trò chuyện, nam tài tử đã rút chiếc nhẫn kim cương ra và cầu hôn bạn gái xinh đẹp trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Park Joo Jin dù bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đồng ý lời cầu hôn của nam tài tử quyền lực. Về sau, video khoảnh khắc cầu hôn này đã được phát trong đám cưới của cặp đôi, khiến người hâm mộ phát số vì quá ngọt ngào và lãng mạn. Sau đám cưới xa hoa được tổ chức ở khách sạn sang trọng bậc nhất Seoul, nữ diễn viên liền chuyển đến sống trong biệt thự sang trọng của chồng. Cảnh mỹ nhân vừa sao băng đi dự sự kiện được đoàn vệ sĩ hộ tống chính là minh chứng rõ nhất của việc cô một bước từ nàng lọ lem lên bà hoàng. Đến nay, Park Joo Jin đang tận hưởng cuộc sống giàu sang, hạnh phúc bên người chồng hết mực yêu thương cô và hai con, một trai, một gái.